Huawei Mate X sắp ra mắt thị trường Trung Quốc, ngay cả Samsung còn gặp khó khăn với điện thoại gập, thế mà Huawei vẫn xoay sở ra mắt sản phẩm trước công ty Hàn Quốc. Thực ra, Mate X đã hoãn ra mắt một lần hồi tháng 6 trong cuộc chạy đua điện thoại gập giữa Huawei và các đối thủ tầm cỡ khác. Tờ CN Beta cho biết Mate X sẽ có mặt tại thị trường Trung Quốc với số lượng hạn chế vào cuối tháng này, nguyên nhân có thể do Huawei muốn xem phản ứng của khách hàng trước khi sản xuất loạt. Mate X có thiết kế khác Galaxy Fold trong khi điện thoại gập của Samsung che màn hình khi gập vào thì Mate X lại mở ra, với màn hình nhựa, Mate X có vẻ sẽ không được đánh giá cao. Tuy nhiên, ý tưởng của Mate X không tồi, nếu nhận được tín hiệu tích cực từ thị trường, có thể Huawei sẽ thay đổi chất liệu thiết kế. Cũng cần biết rằng Mate X cũng như thiết bị mới của Huawei không chạy được Google Play Service do bị Mỹ cấm vận nên trước mắt máy chỉ bán tại Trung Quốc. Nếu muốn một chiếc điện thoại gập theo đúng nghĩa và chạy được Google Play, có lẽ người dùng phải chờ Galaxy Fold.